Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục thanh trang. Cảm ơn quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do đầu Thanh Vân và Bích Phương thực hiện. Hội cụ sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam Hòa Tình Đốn và Phụ Cận tổ chức lễ phụ cờ cho cố hội trưởng. Cụ sinh viên sĩ quan Huỳnh Văn Tốt, khóa 26, tại Fairfax Memorial Funeral Home vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, ngày 8 tháng 2 năm 2020. Ông sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1950 tại Sài Gòn, Việt Nam, tạ thế ngày 31 tháng Giêng năm 2020 tại Prince William Hospital, Manassas, Virginia, Hoa Kỳ, hưởng thọ 70 tuổi. Ông gia nhập vào trường võ bị quốc gia Việt Nam cuối năm 1969. Sau 4 năm thù huấn, ông mãn khóa ngày 14 tháng Giêng năm 1974 và được bổ sung về sư đoàn 23 bộ binh ngày 1 tháng 2 năm 1974. Trong một thời gian rất ngắn, ông giữ chức vụ đại đội trưởng đại đội 1 của tiểu đoàn 3 trung đoàn 83 khi mới còn thiếu ý. Tháng 12 năm 1974, sau chiến thắng tại quận Thanh An thuộc tỉnh Pleiku, ông được trung tá trung đoàn trưởng Võ Ân đề nghị thăng cấp trung úy kế đó trong trận đánh ác liệt từ ngày 9 tháng 3 năm 1975, kéo dài 7 ngày đêm ở căn cứ biệt đồng quân bị vây hãm ở gần phi trường Ban Mê Thuộc. Lúc tỉnh lỵ này bị thất thủ, ông đã chỉ huy đại đội cùng tiểu đoàn của ông, chiến đấu dũng mạnh chống lại quân địch. Ngày 19 tháng 3 năm 1975, đơn vị của ông cùng với trung đoàn 3 mạo hiểm phá vòng vây thành công nhưng ông đã bị thương. Mảnh đạn kim vào chỗ hiểm trên mặt, mang mãi trong người cho đến khi qua Mỹ. Vết thương làm cho sinh lực của ông bị suy kém vĩnh viễn và đau nhức kéo dài. Sau trận này, các sĩ quan đều được vinh thăng một cấp, trong đó có cố tân đại úy Huỳnh Văn Tố. Chỉ tiếc rằng vì chiến sự những ngày sau cùng của miền Nam, ông đã không có mặt ở Long An trong buổi lễ gắn lon. Khi còn là một sinh viên tại trường Võ bị Quốc gia Việt Nam, ông được bạn bè cùng khóa yêu mến và các khóa đàn em kính nể, đặc biệt là khóa 29, là một sĩ quan xuất sắc, chiến đấu gan dạ và mưu lược. Ông đã giữ chức vụ đại đội trưởng rất sớm so với bạn bè cùng khóa. Do bản tính thích hiểm nguy, gian khó trong binh nghiệp, ông đã từng khéo léo xin khước từ chức vụ sĩ quan tùy viên cho tướng tư lệnh sư đoàn, khiến cho nhiều người nể phục. Vì say mê binh nghiệp, lập gia đình trẻ sau ngày mất nước, ông kết hôn cùng cô Nguyễn Thụy Minh Thủy vào tháng 5 1976. Hai người chỉ sống bên nhau chưa tròn một tháng, thì ông bị đi ở tù tập trung qua các trại Tây Ninh, Long Khánh, Bùi Gia Mật và Suối Máu. Trong tù hơn 6 năm, ông rất khí khái và bất khuất, từng ra mặt đối chọi những thành phần gọi là anten cho địch, làm cho chúng e dè. Từ khi được định cư tại Mỹ, từ ngày 15 tháng 6 1990, Ông luôn luôn là một thành viên tích cực của gia đình võ bị. Trước khi bị bạo bệnh và qua đời, ông là hội trưởng hội cụ sinh viên sĩ quan, trường võ bị quốc gia Việt Nam, vùng Hoa Tình Đốn và Phụ Cận. lần cuối cùng tôi chúng tôi chia tay là đó là cái đêm Noel ở tại Sứ Máu. Thì tôi nhớ và anh Tốt anh hỏi tôi hôm nay có một ông mà Noel buồn quá, tôi nói một gì tối nay. Nhiệm vụ của ông là ra ông lóc cửa lại cho tôi tôi nhiệm vụ tôi là khó kẽn thì anh cứ lóc cửa đi thì y như rằng sau khi cũng lóc cửa xong xuôi rồi tôi khỏ kẽn thì tất cả các ca một ca hai ca ba ca bốn ca năm đều đồng thanh ra hát đêm đông lành lễ chúa sinh ra đời mà công an nhào vô bắn nhưng các ca khác không có lóc cửa nhưng riêng ca hai tôi đã được lóc cửa nữa không vô được thì tôi có vài lời chia sẻ là anh tốt lúc nào cũng cười hiền hòa và rất đúng là cái tên tốt của ảnh khi ở trong tù anh em chúng tôi gọi là mày tao nhưng khi ra tù rồi thì tôi mới biết ảnh là khóa 26 mươi thì dĩ nhiên cái khóa 26 Đà Lạt đó là lớn tuổi của tôi, tôi mới nói, anh Tốt ơi, anh để tôi kêu anh nghe, chứ mày tao hoài không có được. Tốt nói thôi, mẹ mình bản thân nhau mà, cứ mày tao đi, nó không được. Tôi mới kêu anh bằng anh để cho vợ và con anh nó nhìn là thấy. Do đó, anh em Đà Lạt rất là ngạc nhiên. Khi mỗi lần có buổi tiệc gì của gia đình anh Tốt đều có mặt tôi mà riêng tôi là người Thủ Đức. Và lại là nhảy dù chứ không có liên quan gì tới bên Đà Lạt. Thì không biết nói gì hơn là còn mong Hương Linh anh sớm tiêu diêu trên miền cực lạc. Chúng tôi là những người bạn đã trải qua 4 năm quân trường ở trường giáo viện quốc gia Việt Nam. Cùng khóa với Huỳnh Văn Tốt đã ở chung cùng đại đội hát 2 năm từ năm 1970 đến 71. Giờ đây bạn của tôi đã ra đi. Tôi xin chân thành gửi lời chia buồn đến gia đình của Huỳnh Văn Tốt và và tôi cũng rất là buồn khi bạn tôi đã sớm ra đi ngày hôm nay. Hôm nay tôi đến đây để tiễn bạn tôi một lần cuối cùng